cuộc truy quét liên tiếp các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Liệu có thể xóa sổ các sàn Forex lừa đảo? Các đối tượng đông, chúng tôi cần phải một cái lực lượng mạnh. Liệu có thể xóa sổ các sàn Forex lừa đảo? Vâng, câu trả lời là không dễ. Song điều đáng nói là các lực lượng chức năng đang vào cuộc hết sức quyết liệt. Trong tuần qua, thì Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục triệt phá 16 sàn ngoại hối Forex tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Vâng, tôi vẫn nhớ là cách đây không lâu, tạp chí Kinh tế Cuối tuần có thông tin về việc là lần đầu tiên 7 đường dây Forex lừa đảo đã bị lực lượng công an đánh sập. Một bước ngoặt lớn trong công tác ngăn chặn sự phát triển của các mô hình lừa đảo thông qua các ứng dụng kiếm tiền online. Vâng, chị Kim Huệ và quý vị khán giả, lần này thì quy mô còn lớn hơn rất nhiều và chuyên án triệt phá các sàn Forex lừa đảo tuần qua thậm chí được xem là lớn nhất từ trước tới nay. Số tiền mà các đối tượng cầm đầu 16 sàn này đã huy động được là hơn 7.500 tỷ đồng từ hàng nghìn tài khoản của người chơi. Và chúng ta sẽ cùng xem lại hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi đã ghi lại được. Tại một tòa chung cư thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội lúc 6 giờ 30 sáng, 50 chiến sĩ công an chia thành 7 mũi tấn công, vây gọn và đột kích ổ nhóm chuyên thành lập cái gọi là các sàn giao dịch ngoại hối Forex tiền ảo. Tại hiện trường, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền đã bị bắt. Gần 100 đối tượng giúp sức đã bị khống chế, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ. Các cái dữ liệu mà chúng tôi thu thập được là những cái dữ liệu điện tử. Mà dữ liệu điện tử thì nó tồn tại, nếu không thu thập, không có biện pháp, không có cách thức và không có cái sự nhanh chóng thì cái dữ liệu điện tử nó không tồn tại. Sau này truy vết vô cùng khó. Các đối tượng đông, chúng tôi cần phải một cái lực lượng mạnh. Công an cũng đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ nghi vấn rửa tiền từ các hoạt động giao dịch tiền ảo như Bitcoin, USDT, bất động sản và lan đột biến trong thời gian gần đây của các đối tượng cầm đầu. Với những gì diễn ra trong 2 tháng qua thì có thể thấy là tốc độ truy quét các sàn Forex lừa đảo của lực lượng chức năng đang diễn ra rất nhanh chóng, quyết liệt. Song họ sẽ còn phải đấu tranh rất là vất vả khi mà những mô hình trái phép kiểu này gần đây mọc lên rất nhiều và cách thức hoạt động thì cũng ngày càng tinh vi hơn. Và tạp chí Kinh tế Cuối tuần hôm nay thì chúng tôi đã kết nối với một phóng viên điều tra của Đài Truyền hình Việt Nam. Chị là người đã và đang theo sát hoạt động của nhiều sàn Forex có dấu hiệu lừa đảo và đã có nhiều cảnh báo đến người tham gia từ khi các sàn này bắt đầu huy động vốn cho đến khi các sàn này tự sập rồi ôm theo tiền của người chơi. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình. Để không làm ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp của chị thì chúng tôi xin phép không lên tên của phóng viên. Vâng, thưa chị thì đã từng theo dõi hoạt động của rất nhiều sàn Forex lừa đảo. Chị thấy sao về những diễn biến gần đây từ cơ quan điều tra? Tôi đánh giá rất cao động thái quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc là truy vết, bắt giữ và triệt phá các sàn Forex có dấu hiệu lừa đảo. Và tôi nghĩ sau vụ việc này thì các sàn Forex này sẽ hoạt động dè chừng hơn trước. Tuy nhiên thì còn về cái việc là có xóa sổ được các sàn lừa đảo này hay không ấy, thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Bởi tôi nghĩ là đây là một cái loại tội phạm về công nghệ cao, việc đấu tranh triệt phá thì khó khăn hơn rất nhiều so với những loại tội phạm thông thường khác, bởi vì đa số các hành vi phạm tội đều được diễn ra ở trên môi trường mạng mà việc thu thập các chứng cứ thì rất khó khăn. Ngoài ra một yếu tố khác phụ thuộc rất nhiều đó là nhận thức của những người tham gia các sàn Forex này. Bởi khi nào mà chúng ta vẫn còn mong muốn là giàu lên một cách nhanh chóng này, rồi thì là sẽ thành tỷ phú đô la chỉ sau một đêm, thì tôi nghĩ là các sàn Forex lừa đảo sẽ vẫn còn đất để dụng võ. Vâng, và tôi thì đang có một băn khoăn là có vẻ như là dịch bệnh cũng không khiến các sàn Forex lừa đảo này gặp khó khăn gì trong việc huy động người chơi phải không chị? Đúng vậy, bây giờ thì họ không còn tổ chức được những cái buổi hội thảo thu hút hàng nghìn, hàng trăm người tham gia như trước. Tuy nhiên thì họ lại vẫn có một cái cách hoạt động khá hiệu quả để thu hút thêm người tham gia mới. Đó chính là tận dụng các nhóm kín như là Zalo, Facebook, mạng xã hội, Telegram. Cách thức này thì tôi nghĩ nó vừa kín đáo, kết nối được nhiều người, lại qua mặt được các cơ quan chức năng. Điển hình như là tuần này Bản tin Tài chính Kinh doanh đã phát sóng loạt phóng sự điều tra về những bất thường của sàn DeFi và nhóm Flyteam. Thì trong đó thì nhóm Flyteam này đã liên tục tổ chức các buổi họp Zoom online để mời chào thêm các thành viên mới.
Tôi là Henry, sáng lập Flyteam và hiện nay thì tôi đang giúp cho rất là nhiều người kiếm được tiền mỗi ngày, trung bình là 1% trên số vốn của họ. Nghĩa là mỗi tháng tôi giúp họ kiếm được trung bình từ 20 đến 30% một cách cực kỳ đơn giản, là không biết gì hết về Internet ấy, vẫn kiếm được tiền. Tháng thứ 2 hàng tuần là chúng tôi nhận lương. Đầu tiên là bạn Hoa, bạn ấy khoe là tuần này được 106 triệu. Đấy, 106 tiệu. Rồi, chị Diệu, đâu đó khoảng 30 triệu. Lương tuần này của em, ôi vui quá, wow. Đấy, bạn Mai Hương, Hương hớn hở, 204 triệu. Trời ơi, phá kỷ lục. Được cho là thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu trong một tuần. Song toàn bộ số tiền lãi này chỉ được hiển thị bằng đồng tiền ảo có tên là USE. Muốn rút ra phải mất từ 5 đến 7 ngày. Hàng nghìn người tham gia vào nhóm Flyteam đang say sưa trong chiến thắng. Dù không ai biết sàn DeFi thực chất là của ai và đến từ đâu. Không có bất kỳ một cái địa chỉ nào hay là một cái số điện thoại liên lạc nào hay là một cái người đứng đầu chịu trách nhiệm về pháp lý nào đối với cái sàn này. Thì liệu một cái sàn mà không có một cái địa chỉ rõ ràng, không có người đứng đầu, không có người chịu trách nhiệm thì chúng ta có nên tin hay không? Vâng, liệu sàn như vậy có nên tin hay không? Tôi nghĩ là ngay lúc này thì nhiều người sẽ có câu trả lời là không cho câu hỏi được chuyên gia đặt ra ở cuối phóng sự vừa rồi. Vâng, nhưng chắc chắn là lòng tham rồi tâm lý liều ăn nhiều chính là những nguyên nhân chính khiến cho nhiều người quyết định bỏ tiền vào các sàn Forex bất chấp cả việc là họ không có bất cứ thông tin nào về các sàn kiểu này. Và tôi có một thắc mắc với phóng viên điều tra của chúng ta là tại sao người chơi không thể chủ động khi tham gia mà nếu muốn có tài khoản thì lại phải là một nhà đầu tư nhạy cảm thì sẽ nhận ngay được những dấu hiệu bất thường này. Nếu như ở các sàn chứng khoán thì mọi người có thể mua bán công khai các mã và khi nạp tiền cũng như khi rút tiền thì sẽ tự quyết định được thời gian. Thế nhưng tại các sàn Forex có dấu hiệu lừa đảo thì việc nạp tiền dễ mà rút ra lại rất là khó. Điển hình như sàn DeFi mà quý vị vừa xem ở trên. Khi nạp tiền vào thì người tham gia chỉ cần thao tác là 1 đến 2 bước mà thôi. Nhưng khi rút tiền ra thì phải thao tác từ 5 đến 7 bước, phải mua hết đồng tiền ảo này đến đồng tiền ảo khác. Thao tác xong thì phải chờ đến 7 ngày lệnh mới được duyệt. Giả sử trong 7 ngày đó có xảy ra vấn đề gì thì các nhà tâm đầu tư cũng sẽ không kịp trở tay. Rõ ràng các sàn này thì đang hoạt động rất là thiếu minh bạch. Một điều nghi vấn khác mà tôi nhận ra đó là dù các sàn Forex đều được gắn mác quốc tế nhưng muốn tham gia vào sàn này thì đều phải thông qua một nhóm tại Việt Nam. Người ngoài thì không thể tham gia đầu tư vào các sàn này được. Được gọi là sàn quốc tế mà tại sao muốn đầu tư lại phải thông qua các nhóm này ạ? Mà các nhóm này chắc hẳn là do người Việt đứng ra thành lập đúng không ạ? Ví dụ như là sàn FX Trading Market được quảng cáo là đến từ Anh Quốc. Thế nhưng theo thống kê của trang Alexa thì có đến 90% lượng người truy cập vào sàn này là đến từ Việt Nam. Còn lại 10% là đến từ nước ngoài. Thế nhưng mà một người bạn tôi đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho biết có người môi giới. Do vậy thì bạn vẫn đầu tư 8.000 đô la Mỹ vào sàn FX Trading Market để tham gia vào nhóm Lion Group. Và bạn ấy cũng cho biết rằng là có rất nhiều người đang xuất khẩu lao động như bạn ấy cũng tham gia vào sàn này. Điều này đặt ra nghi vấn có phải là sàn FX Trading Market và các sàn Forex gắn mác quốc tế khác phải chăng đều được lập ra bởi người Việt để lôi kéo và lừa đảo người tham gia hay không? Do người Việt đứng ra thành lập để hoạt động theo đội nhóm hoặc là tuyến trên, chắc hẳn là họ cũng phải có trách nhiệm với tuyến dưới của họ chứ. Khi mà sàn dừng hoạt động thì liệu người tham gia có lấy lại được tiền không chị? Rất khó để lấy lại, thưa chị Thu Hương. Bởi những người tuyến trên thì họ sẽ nói rằng là họ chỉ là những người đầu tư mà thôi. Thế còn các đối tượng lừa đảo của các sàn Forex thì họ sẽ có rất nhiều chiêu trò để mà móc túi của những người tham gia. Một thời gian sau khi số người tham gia mới không nhiều, không đủ để trả lãi hoa hồng theo phương thức đa cấp, thì các sàn sẽ áp dụng chiêu trò bảo trì, bảo dưỡng, dừng hoạt động. Sau đó thì yêu cầu người tham gia muốn rút tiền thì phải tự động đưa đồng tiền ảo lên sàn để tự bán cho nhau. Sàn Betrace, để rút tiền người tham gia phải mua một đồng tiền ảo có tên là B-Token để đưa lên sàn. Với giá trị quy đổi cao ngất ngưởng, một B-Token bằng 10 USDT và phải trả phí là 10%. Trong khi đó, quy ước, một đồng USDT tương đương với 24.000 đồng.
mua đồng Btoken với giá cao trên trời từ nhóm Elite Team. Nhưng sau khi lên sàn thì giá đồng Btoken lại giảm giá mạnh như rơi xuống vực, chỉ lanh quanh ở mức 1 Btoken còn 0,01 USDT, nghĩa là người tham gia mất đến hơn 99% tài sản. 1 tỷ 530 triệu của em thì hiện tại rút ra được khoảng 14 triệu. Còn tại sàn FX Trading Markets, cách đây vài ngày thì sàn này đã biến mất không một dấu vết, trang web đã không còn truy cập được nữa. Trước đó, người tham gia muốn rút tiền về thì phải tự đưa đồng FXT lên sàn để bán. Thế nhưng, có lúc giá đồng FXT chỉ còn 0,0015 USD, đồng nghĩa với việc đầu tư 1 tỷ đồng thì chỉ bán thu về được 15.000 đồng. Thế mà cũng chẳng có người mua. Vâng, 1 tỷ đồng đã có thể mua được một chiếc xe ô tô thậm chí vào diện cao cấp. Thế nhưng mà giờ đây chỉ còn có khoảng 15.000 đồng. Tôi nghĩ là nó còn chưa đủ để ăn được một bát phở nữa. Nghe mà đau xót quá chị Kim Huệ. Thế là coi như mất trắng rồi, mà họ chẳng có thể làm gì được khác cả. Một phần cũng là vì nhiều người có nguồn tiền nhàn rỗi muốn đi tìm những cơ hội đầu tư trong giai đoạn Covid-19 này. Nhưng cũng có nhiều người thì ngay từ đầu đã chấp nhận rủi ro để đổi lấy mức lợi nhuận cao. Và trên sóng VTV, bản tin tài chính kinh doanh đã có liên tục đưa ra các cảnh báo. Có thể là nó không đến được với nhiều người, nhưng cũng có thể nhiều người đã phớt lờ nó. Toàn bộ cái tiền đầu tư, cái tiền lãi, tiền gốc là có thể bị mất trắng mà không có thể đòi được bất cứ ai, không có một cơ quan nào bảo vệ, không có cơ quan pháp luật nào can thiệp được. Thứ hai là có thể thậm chí là tiếp tay cho lừa đảo, tham gia vào những cái trái pháp luật như vậy là bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí là phạm tội hình sự nếu như câu kết, nếu như đồng lõa với lại những cái đối tượng lừa đảo để dẫn dụ, thu hút, kêu gọi người khác, dẫn đến cái chuyện chiếm đoạt tiền, làm người khác mất tiền. Vâng, đến lúc này thì câu hỏi được đặt ra ngay lúc đầu là liệu có thể xóa sổ các sàn forex lừa đảo hay không? Điều này không chỉ phụ thuộc vào việc truy quét của lực lượng chức năng mà còn nằm ở quyết định, nhận thức của những người tham gia. Khi nào thì vẫn còn những người bất chấp rủi ro để lấy lãi suất cao hàng 100% một năm. Muốn giàu lên nhanh chóng thì vẫn còn có cơ hội cho các đối tượng lừa đảo.